Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ sửa cái điều khiển của hãng điều hòa Panasonic này. Nó có một cái vấn đề này như này nhá. Khi nhận đến tay mình ấy, thì là acid pin nó chảy kinh khủng luôn. Thì có một cái điều đặc biệt mà mình quay video ấy, đó là cái điều khiển này ấy, là khách hàng ấy đã đem đi một thợ ở gần nhà họ là sửa hai lần, cứ hai ngày sau lại không được nữa, lại đem ra sửa lại. Thì mình không hiểu tại sao mà đã sửa như thế, đã thay pin mới như thế rồi mà về khách cứ hai ngày sau là chảy hết axit, chảy nước, đầy nước axit đấy nhá mọi người nhá, chứ không phải là mình đổ nước vào đâu nhá. Đây là mình sẽ đo cho ra, đảm bảo những cái nước này nó đều có lội trở ấy, nó sẽ ăn mạch kinh khủng đấy. Đấy, nó lại ăn mạch kim lên con vọt cao luôn này và dỉ luôn đầu đồng hồ ấy. Thì như vậy là mình đang đoán ấy, là con này đầu tiên thì mình không rõ là nó có phải bị acid pin ăn vào không, nhưng mà khách họ không rửa hoặc không làm gì, hoặc là chưa tìm ra con tụ chập chẳng hạn, con linh kiện chập chẳng hạn, dẫn tới là nó vẫn lên, nó vẫn chạy được nhưng mà pin thì có lúc là hết các bạn nhé. Nên bây giờ con này đầu tiên của mình ấy, thì mình sẽ tháo ra, sau đó là mình ra dùng xà phòng, dùng nước bàn chải mình đánh sạch, sau đó mình sẽ sấy khô, sau đó mình mới bắt đầu làm mọi người nhé. Với những cái loại điều khiển mà bị chảy nước này thì chúng ta phải làm như thế thì nó mới tăng được cái độ bền, chứ nếu mà tháo ra thì lấy giấy ăn hoặc lấy rẻ mà lau lau qua khô để làm thôi thì là cái không khí Việt Nam nó lại ẩm thì là trên nó vẫn có cái axit bám trên bên ấy, thì nó lại chập và nhai hết pin đấy. Khách đem thợ gần nhà hai ngày, cứ hai ngày này hỏng, thế là chán quá mới đi tìm đến mình xa hơn mọi người nhá, để mình sửa xem nó có ok cho khách không. Mình đi làm vệ sinh nó đã này, chắc là ông thợ ông ấy không lười, ông không đi vệ sinh rồi. Bởi vì những cái gì như này là lâu rồi nhá, chứ không thể mới được các bạn ạ. Và chân pin này đang câu này, thì đúng là bị đứt thì câu thật. Mình sẽ giữ lại cái màn hình này thôi, sau đó mình sẽ đi đánh vệ sinh nó nhá. Đã rửa, sấy khô. Những cái chỗ vàng vàng này thì mình chịu, không sạch được, đánh sạch thế mà không được nhá. Thì cái đầu tiên mình xử lý đó là như này nhá, chúng ta sẽ để ý này, có hai quả pin nó nối tiếp nhau thì cái vị trí này nó dỉ ấy, thì nó tiếp xúc dính vào nhau thì ok, thì hai cực pin tiếp xúc càng tốt. Nhưng đây là dương của 3V, ở đây là âm của 3V và đây là dương của 3V. Vừa nãy mình đi ấy, nó có một lớp của cái dỉ sắt nó bám từ điểm này sang điểm này và mình đã phải lấy cái con dao mình cạo sạch nó đi các bạn nhá. Mình cạo sạch nó đi này. Thì chúng ta phải hiểu rằng ấy, cái dỉ đấy ấy, và kèm với cái dịch acid pin ấy, thì nó sẽ làm cho nó như là dẫn điện, thì như vậy nó đoạn mạch của pin rồi, thì đúng hai ngày hết pin là đúng. Đó là cái đầu tiên. Và cái tiếp theo đây là cái chân pin này, thì cái chân pin này nó bám một lớp xỉn vàng dỉ khắp ở dưới, thì mình cũng đã, các bạn để ý mình đã cạo nhá, cạo như thế để ép nó vào, thì coi như là hai cực pin 3V nó đã tách nhau rồi nhá. Chúng ta đấy là cái đầu tiên mà nó làm cho nhanh hết điện đó các bạn ạ. Rồi tiếp nữa này, con này khả năng chỉ bị do dỉ axit, do khách trước thợ trước họ lười, họ chỉ xử lý chân pin chứ họ không rửa mạch, nên dẫn tới là cứ khách về dùng được hai ngày xong là hết pin ấy, lại hỏng ấy. Thì mình có nhìn qua nhá, đây mình zoom nét lấy nét này cho mọi người nhìn này, con này thì mên vẫn còn sạch đẹp lắm mọi người ạ, nên để mình lấy nét bằng tay nó cứ toàn mất nét thôi. Thì chúng ta để ý này, đây là cực âm này, đây là cực dương của pin ấy, là 3V nhá. Thì nó sẽ đi theo đường đây, đâm đây dương, nó đi tới đây này. Và chắc là trước nó đã bị axit. Axit nó lan theo cái khe này nhá mọi người nhá, nên nó rất là hay bị ẩm thấp và đứt mạch. Đây đứt mạch này các bạn này. Đấy, đứt mạch ở sườn này nhá. Và thợ trước họ đã câu này, nhưng mà câu mình cảm giác như là đang dính chạm vào nhau hai cái mũi thiết vuốt này ấy. Thì đó cũng là một nguyên nhân dẫn tới là bị dò sang nhau thì bị nhá. Và thợ trước họ cũng đã biết cạo để họ đo thông mạch đấy. Và như con này thì bảo toàn được vị trí này ok, bảo toàn được hết cả các phím này ok. Thì con này khả năng phán đoán khẳng định của mình ấy, đó là nhanh hết pin. Pin được 2 ngày nhanh hết pin ấy, đó chính là cái dẫn điện của như này, làm cho pin lúc nào cũng bị si hao. Và cái nữa ấy, là vừa nãy mình ra mình rửa ấy, thì cả trên cái này cũng có axit bám hết trên này này. Thì khi cái axit nó bám lên đấy thì nó ngấm trên cái mên này, ngấm lên trên cái mạch này. Thì có nhiều trường hợp ấy, mấm nướm như đấy chúng ta mà không rửa sạch, cạo sạch đi ấy, thì là rửa sạch và nó đi ấy, thì là cái hơi ẩm đấy nó cứ dẫn điện sang nhau, thì có thể nó tự thử điện phím này, hoặc nó sẽ chập giữa mạch này ra mạch kia, thì có thể là điều hòa của chúng ta không lên được nguồn là một, hoặc là chập dẫn tới suy hao pin nhanh. Đó chính là cái lý do mà không phải điều khiển điều hòa mà các loại điều khiển thế mình thấy nó nhanh hết pin đa số ấy, là do cái axit của cái quả pin ấy nó còn tồn dư ở trên mên.
nó còn tồn dư ở những cái vị trí làm đoạn mạch nguồn điện, do đó là nhanh hết pin nhá mọi người nhá. Con này mình khẳng định không chạm tụ được yếu gì rồi mọi người ạ. Bây giờ mình chỉ có vệ sinh sạch, làm hết các tiếp xúc như này, khả năng là nó lại làm chạy ngon hơn các bạn nhá. Mình đoán như thế, đến nỗi mà như này khách cứ hai lần sửa rồi đấy, không phải một lần đâu. Đây, lại dỉ lại như cũ này, dỉ chân y như cũ luôn này. Con này thì mình sẽ mài sạch đi, mình cũng chả có chân thay, mình mài sạch đi xong mình tráng một lớp thiếc trên này. Đấy, do là thiếc nó sẽ chạm vào cái chân pin này thì nó sẽ bền hơn mọi người nhá. Mình hay làm như thế nhiều. Còn bên này mình cũng sẽ làm như thế mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ làm cho mọi người kết quả. Đó, con này nguyên nhân nhanh hết pin nó là như vậy đấy mọi người nhá. Để lắp vào xem nó ăn dòng như nào đã, mà nó còn lên được hay không nữa các bạn ạ. Bởi vì nước nó chảy sũng như thế cơ mà. Chỗ này mình đã xử lý lại này, và nó còn có một cái lỗ sâu của phíp là dẫn từ cực này sang cực này cơ. Lỗ xỉn sâu, sâu đen bên dưới rồi các bạn ạ. Đó chính là có khả năng, đó chính là cái lỗi dò điện sang nhau đấy các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta phải xử lý được như thế, tách được ra như thế thì nó mới không tốn pin mọi người nhá. Và chân, cái chân này thì dỉ quá mình thay. Hai cái chân này thì hàn chết rồi, mình cứ đắp thêm thiếc để cho nó tiếp vào quả pin thôi. Và vẫn tận dụng lại những cái khác nữa. Bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện nhá. Một bên của cái lỉ dẫn lên màn hình nó cũng ướt do axit, mình cũng phải thà ra mình rửa nước và mình sấy khô các bạn ạ, không thì nó lại chập. Và lắp như này đây, vì chỉ dùng cái đồng hồ thôi, thang đo nhân 1 thôi, là nó đang cấp 3V đây này, thì mình sẽ cấp thử nó lên, bắt đầu mình lắp hoàn thiện nhé. Đó, nó đã lên này các bạn này. Ok nhé, tất nhiên là bấm thì nó sẽ, và như thế này mình biết ấy, là nó chả ăn dòng nữa, cái đồng hồ này không hiển thị dòng lên cao thì các bạn ạ. Thì như vậy là chắc là hết lỗi thôi. Mình câu cái này lại nữa là ok nhá, để lắp hoàn thiện. Câu này hơi buồn cười một chút nhưng mà thôi chấp nhận thôi, sửa nó là thế mà. Cái điều khiển này buồn cười, nó có cái vết vòng vòng lên ở đây nhé mọi người nhé. Hay là nó bị thế nhỉ? Mình cứ cảm giác như là nó bị gãy ở đây ấy. Nó cứ kệ thôi, bấm đường là được rồi. Khôn này, bật này, tắt này. Qua video mọi người này có cái tham khảo là chiếc điều khiển của chúng ta là tại sao nha, hết pin nhá. Đó chính là cái axit của cái quả pin. Quê mình thì nhiều người ta cứ hết pin thì người ta đến các cửa hàng tạp hóa người ta mua thôi. Và cái pin nó là những cái pin rẻ, pin khi bị hết cạn, khi kiệt ấy là nó sẽ chảy nước và nó là ăn vào trong mạch. Chúng ta như khách này mà đầu tiên mà đem đến mình ấy, thì kiểu gì mình cũng tháo ra, mình cũng làm như thế này thì là sẽ ok, sẽ không bị lại đâu. Nhưng mà nhiều thợ họ ta lười, họ lười thì họ sẽ không chỉ xử lý cái chân pin cho nó chạy được thôi, nhưng mà họ không biết được là cái đường dẫn điện như thế nào, đường dẫn điện, đường chạm chập như nào. Chúng ta cứ tưởng tượng cái axit nó như là hơn như là nước muối ấy. Nước muối thì nó sẽ dẫn điện, nó dẫn điện thì có kiểu nó sẽ nhanh hết pin nhá mọi người nhá. May mắn là nó chưa hỏng cái gì cả các bạn ạ. Đấy, mình chỉ xử lý này mình khẳng định là sẽ ok thôi các bạn nhá. Thôi, video này sẽ kết thúc đây nhá, chào mọi người.